Ok chào anh em à, hôm nay là gửi cho anh em mồi lúa nha anh em. Thì đa phần những mồi lúa mình lên trong clip này đa phần là những hàng từ thị trường Nhật về. Có những con mồi giống như nguyên cái lốc mồi nè, là một lốc mồi của hãng Dual đó. Trên này của Daiwa, đây có Daiwa Seabass nè, Daiwa Moreton nè. Đây là hai con mồi mềm nhỏ nè, đó. Con nhỏ này cũng của Dual luôn nha anh em. Đó. Rồi, để mình vô lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ không biết shop lên á thì anh em gửi về shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đi gửi cho mọi người xem tham khảo con mã số 1. Thì mã số 1 gửi cho mọi người là một con mồi của Daiwa nha anh em. Đây Daiwa. Đây. Đó, con này còn rất là đẹp nha. Đó. Đây, tổng thể rất là đẹp. Thì con này nó dài sẽ là 110mm nha anh em. À, dài 110mm, nặng là 16g. Con này thì dạng cho anh em về câu dạng bóp lên nè. Đó. Giật nước sẽ búng ra hai bên mang này nè. Đó. Đây. Hoặc đánh nhất dạng của hàng Benlin nha mọi người. Đó. Đây. Đó đây. Đó, con này thì đánh chẽm nha. Đánh chẽm đánh nhông ngon lành. Đây. Giật bóp sẽ nước nó sẽ bắn lên. Đó. Tạo vắc xin. Đó. Thu hút cá. Ngoại hình đẹp nhé. Có xe sát ít. Rồi giá con mã số 1 giá sẽ là 85k nha này, 85k một con mồi Daiwa đó, rất là xịn. Theo mã số 2, mã số 2 gửi cho người là một con mồi của hãng Lucky Cat. Con này thì tương đối mới và lưỡi còn rất là bén nè, rất là xịn luôn. Đây, phản quang rất là tốt. Con này nó đánh theo kiểu dock nha nè, đó lùa anh em dẫn mặt nước thì nó sẽ lượn qua lượn lại, lắc qua lắc lại đó. Phản quang xịn nha, rất là đẹp. Con này thì nó dài sẽ là 85mm, nặng là 12g. Rồi giá con thay mã số 2, con mồi số 2 giá sẽ là 65k mồi số 2. Tiếp theo sẽ là số 3. Số 3 sẽ gửi cho mọi người một con dạng cho anh em Lugan. Đó, Lugan câu câu đầm. Đó, câu mấy ao. Thì con này thuộc dạng dạng đánh giống như con cá sắt nha anh em. Anh em đánh cho đây, lùa, con này nó sẽ chìm. Đó. Lùa sẽ lắc và lắc lại. Đây, tên của nó cho anh em, Lumder Lock gì nè. Đó. Thì còn rất là đẹp, phản quang rất là tốt. Con này đánh đi chìm nha anh em, đi chìm. Con này nặng sẽ là 60g. À, con này nặng sẽ là 10g thôi nha anh em, nặng 10g, dài là 60mm. Đó. Rồi, con này giá công khai 60k nha anh em, 60k. Mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 lên cho mọi người là một con mồi của hãng Dual. Đây, một con Dual. À, con này rất là nhiều anh em ưng đây. À, đây. Dual Toto nhá. Mồi đây, rất là đẹp nha mọi người. Đó, có lửng luôn. Rất là đẹp. Thì con Dual này thì nó sẽ dài chỉ có 42cm thôi nha anh em. 42mm nha. 42mm. Đó. Con này về cho anh em lưu vàng đế nè, lưu cả suối. Câu hanh, câu cáp, câu chẽm rất là êm nhé. Đây. Và con này nó con này nặng sẽ là 2.8g, tương đối nhẹ, nặng 2.8g và con này nó sẽ chìm nhé. 2.8g và con này nó sẽ chìm đi lửng. Đó. Rồi giá công khai con Duo mã số 4 giá sẽ là 135k nhé, 135k mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì xem như anh em đã thấy đây, ở đây mình có 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 con nha anh em. Đó. Thì mã số 5 mình gửi cho mọi người là một lốc hàng của hãng Duo. Đây, tên cho nó đây anh em rõ ràng nhé. Đây. Hàng cho anh em câu gần đó, đánh kè đó, trụ điện đây, săn mấy con cá thu nè, mấy con cá săn thu căng mấy cá nhồng á, cái này chiên chỉ mấy cá nhồng này đó, cá nhồng cái chém. Thì con Duo này sẽ là nó dài sẽ là 95mm cho anh em, dài 95mm, nặng sẽ là 30g và con này nó sẽ chìm nha anh em, nó chìm đi lửng. Đây, phản quang rất là xịn nhé. Hàng Dual thì anh em yên tâm, phản quang nó cực kỳ ok. Thì hàng qua sử dụng thì có xây xác thì không thể tránh khỏi rồi. Đó.
nhưng mà cái phản quang còn rất là tốt nhé. Thì anh em ưng cái nào á thì chụp hình lên màn hình này mình cho mình nhé, chứ mã này thì mình được có 8 con thôi. Thì giá công khai một con này giá sẽ là 30k nha anh em. Đó, mình có những màu để mình lên cho anh em 30k. Đây. Màu xuống hẳn đây. Đó. Mấy đồ này hàng của Nhật thì anh em yên tâm về action phản quang. Đó, rất là xịn nhá. Tuy ra hàng nó qua sử dụng nhưng mà phản quang nó đây, anh em thấy rõ không? Đó, rất là xịn sò. Đó. 30g chiên gần nhá. Chiên gà, chiên kèo. Đó. Con này cũng phản quang rất là tốt nha, 7 màu. Đây. Con này thì đẹp nè mọi người. Con này đẹp. Đó, xuất sắc nha, phản quang rất là ok. Mấy này xuống nước là rất là thu hút cá nha mọi người. Đó. Con này hàng dual hết, dual 95. Đây. Con này màu nam tính nè. Đây, màu hồng. Cũng phản quang rất là tốt nha. Đó. Mắt đỏ. Phản quang tốt. Rồi, giá cũng vậy anh em, 130k. Con này cũng vậy, con này cho đẹp xuất sắc cái này luôn. Đó, mình bán với giá cũng là 130k nha. Phản quang rất là xịn sò nha. Đó, 130k hàng dual lữ BKK, lữ con này còn đẹp nhé. Đó. Tiếp theo đây. Đó, con này cũng vậy, phản quang cũng ok. Đó, lữ con. Đó. Rồi, 130k con cuối cùng của lốc dual quan xin sò nhé. Đây. Rồi 130k luôn nhé. Đó. Đúng không? Mã số 5 130k. Đó, giá 130k một con nha anh em. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 sẽ lên cho mọi người là hai con. Đây. Đây là hai con Daiwa Molatin. Đây. Đây nè. Đây, hàng Daiwa Molatin này thì hàng xịn sò của Nhật rồi nha anh em, khỏi bay. Đó, để mình quay con này trước. Đây. Đây anh em, Daiwa Molatin Soraya F như nè, đó. Đây, phản quang rất là đẹp nhá. Lữ con ok. Con này á thì nó sẽ dài sẽ là 100mm cho anh em, dài 100mm. Nặng sẽ là 15.5g. Đó. Và con này nó sẽ nổi dạng đi lửng trên mặt nước nha mọi người. Đó, con này chắc dạng chiên gần này. Đó, đây cái cạn nước đây. Đó. Đó, chiên gần nhá, lửng còn rất là bén. Cái này thì mình được hai màu, một màu này và một màu trắng phản quang ánh kim này. Đó. Hai màu nhá. Con này nó có bi tổng nha, bi tổng và tiếng. Hai con còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Rồi giá công khai một con này sẽ là 150k nha nè, 150k hai con Daiwa Molatin. Đó, giá 150k một con nhé. Tiếp theo lên đây, lên đây sẽ là mã số 7. Mã số 7 gửi cho mọi người là một ba con này là ba con Daiwa nha nè, ba con hãng Daiwa dạng mồi mềm nè. Hai con này thì họ gắn lửng luôn rồi. Đó. Đây. Đây. À, phản quang ánh kim của con ok nhé, mọi con đẹp. Ba con thì ba con này dạng cho anh em câu hoàng đế, câu suối, câu hanh, câu cháp nhé. Thì ba con Daiwa này nó dài sẽ là 7, dài sẽ là 48mm, nặng sẽ là 1.8g và con này nó sẽ đi chìm nhé. Đó, nặng sẽ là 1.8g đi chìm. Giá công khai là sẽ là 65k. À, ba con này 65k nha anh em. Đó, ba con 65k. Mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 vẫn là hàng này chắc của Daiwa luôn mọi người. Đó, mình mua là mua một lốc Daiwa luôn. Đây, ba con này. Đây. Phản quang ánh kim đẹp nhá. Đó, hai con gắn lữ và một con không. Đây. Rất là đẹp.
Cái này anh em câu dạng câu lóc mà dạng lóc dịch vụ á, ngon lành, không thôi câu bạn đế, câu suối. Thì mã số 8 này thì nó sẽ nặng là 2.5g nha anh em, nặng 2.5g, dài sẽ là 40mm. Đó. Rồi, giá công khai mã số 8, giá sẽ là 80k nha anh em, 80k mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 gửi cho mọi người một con mồi của hãng Maria. Đây. Tên của nó đây anh em. Maria Mitty nè, đó. Cái thì dài nhá, con này thì dài, đó, đi lửng nhá. Đây. Đẹp nha mọi người, con này đẹp. Thì con mã số 9 thì nó sẽ dài sẽ là 50mm nha anh em. Dài 50mm, nặng sẽ là 3.5g. Và con này khi xuống mặt nước á, con này nó sẽ chìm nha anh em, dạng nó chìm chậm. Đó, có tiếng và bi tống. Đó. Đi lửng. Đó, chìm chậm và đi lửng nè. Đó, đó đây. Chiên trị hoàng đế nha, hoàng đế cá hanh cháp chém. Giá công khai mã số 9, giá sẽ là 65k. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 gửi cho mọi người là một con Daiwa Seabass. Đây, một con Daiwa Seabass rất là đẹp nha. Đó, màu bảy sắc cơ vồng. Đây. Rất là xịn sò. Con này chắc dạng chiên gần này, chiên gần kè. Đó, Seabass Hunter nha anh em. Rất là đẹp. Thì con Daiwa Seabass này nó dài sẽ là 120mm nha anh em. Dài 120mm, nặng sẽ là 18g. Đó. Con này nổi. Và con này nó có lặng, lặng mát của nó sẽ được là 40cm nha anh em, 40cm. Đó, rồi, giá công khai mã số 10. Giá sẽ là 95k, 95k mã số 10. Tiếp theo mã 11. Mã 11 gửi cho mọi người là một con Daiwa. Đây, một con Daiwa rất là xịn. Thì đây một con Daiwa mua lại thành nha anh em. Đây. Tên của nó đây. Đó. Hàng rất là xịn nhá. Nhìn cái phản quang thôi là nhức nách này. Đó. Con này chiên gần này, chiên gần kè. Đó. Rất là đẹp. Thì con Daiwa Murathon này thì nó dài sẽ là 125mm nha anh em. Dài 125mm, nặng sẽ là 21g. Và con này nó lặn á, lặn mát của nó sẽ được 20cm thôi nha anh em. Đó, dạng nó đi lửng lửng là trên mặt nước. À, không lặn quá sâu, cũng không không đi trên mặt nước nhiều. Đó, dạng đi lửng lửng. Đây, nó đây. Đó. Rất hút cá nha, cái màu này. Phản quang này thì rất là thốt cá, màu cá đối nè. Đó. Rồi, giá công khai mã số 11, giá sẽ là 180k. Tiếp theo mã 12. Mã 12 gửi cho mọi người một con mồi của đây. Con mồi này. Con mồi tên của nó đây anh em. Short green gì nè. Đó, short green 98m. Đó. Đây, mồi phản quang cũng rất là xịn nhá. Đẹp. Ừ. Rất là đẹp. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 98mm, nặng 12g. Và con này nó sẽ chìm nha anh em. Đó, con này chìm. Đó. Con này chiên chỉ chẻm nè. Đó. Chẻm cả măng cả nhồng. Đó. Rồi, giá công khai mã số 11, giá sẽ là 100k nha anh em, 100k mã 11. Đó, 100k mã 12 chứ. Tiếp theo sẽ là mã 13 nha anh em. Đây. Mã 13 gửi cho mọi người vẫn là một con Daiwa. Thì đây vẫn là một con Daiwa Murathon. Đây. Ta cho nó đây mọi người nè. God Quest kia nè, FSSG. Đó, còn lử luôn nhé. Con này cũng còn rất là ok, ngoại hình đẹp. Phản quang tốt. Hàng Daiwa Murathon này thì xịn sò rồi. Đó, cặp lử cũng rất là bén nhá. Đây. Thì con Daiwa Murathon này nó dài sẽ là 90cm nha anh em, dài 90cm, nặng là 14g. Và con này nó lặn mát được là 20cm nha anh em, lặn mát được 20cm. Con này nổi và lặn mát được 20cm. Rồi, giá công khai mã số 13, giá sẽ là 160k nha anh em, 160k mã 13. Mấy con này mua giao mới đắt lắm anh em, bây giờ tầm khoảng 300-400 con.
Tiếp theo mã số 14. 14 gửi cho mọi người là một con đây, một con Lucky Cat. Đây, một con hàng Lucky Cat. Đây nè, tại chúng ta đây, hàng SB. Đó. Hàng đi lửng nha. Đó, Lucky Cat đi lửng. Đây. Màu rất là đẹp. Đó. Con này về cho anh em lua chẻm nè, lua mặn, lua cá hoàng đế nè, cá hanh, cá cháp ngon lành. Thì con này nó nặng sẽ là 58mm nha anh em. Đó. Con này dài sẽ là 58mm, nặng sẽ là 5g. Đó. Và con này nó đi lửng nha, tóc tiếng và bị tống. Rất là đẹp. Rồi, giá công khai 14, giá sẽ là 80k nha anh em, 80k mã 14. Tiếp theo mã 15. Mã 15 gửi cho mọi người một con mồi của hãng Evergreen. Đó. Đây, Evergreen. Thì con này một con SB, hàng đi lửng luôn nha anh em. Đó, đây. Ngoại hình nó có xe xác đây tí nè. Đó, lửng có đầu bao luôn nè. Đây, một con mình nông. Ngoại hình còn tương đối ok, không gọi là quá xấu, quá đẹp. Thì con này nó dài sẽ là 80mm, nặng sẽ là 10.5g. Rồi con này nó xin đi lửng. Con này lặn mát của nó được 1m5 nha anh em, lặn mát được 1m5. Rồi, giá công khai mã số 15. Giá sẽ là 65k luôn, 65k mã 15. Tiếp theo mã 16. Mã 16 gửi cho mọi người vẫn là một con mồi của hãng Emerald. Đó, con này là đi nổi nha anh em, con này nổi và đi lửng. Đây. Con này thì rất là đẹp. Siêu đẹp luôn, nó có lử có đầu bao. Đó. Con này có thể nói là chưa sử dụng luôn á, rất là đẹp. Đây. Quá ok nhá. Thì dài. Đó. Thì con này nó dài sẽ là 80mm, nặng sẽ là 9.6g. Đó. Dài 80mm, nặng 9.6g. Con này đi, con này nổi và khi anh em kéo á, nó đi lửng như mặt nước. Và con này nó lặn mát được là 1m8 nha anh em. Lặn mát được 1m8. Rồi, giá công khai mã số 16, giá 100k. Tiếp theo mã số 17. Mã 17 gửi cho anh em là một con mồi vẫn là của hãng Lucky Cat. Đó, một con mồi hoàng đồng nè anh em. Đó, mà hoàng đồng. Tên của nó đây anh em. Đó, đây. Tên đây. Đó. Con này còn lửng luôn nha, lửng cũng còn rất là bén. Thì con này nó dài sẽ là 80mm, nặng sẽ là 8.6g. Và con này đi lửng, lặn mát được là 1.8m nước nha anh em. 1m8 nha. Đó, con này lặn mát được 1m8. Giá công khai con 17, giá sẽ là 80k nha anh em, 80k con 17. Tiếp theo con 18, con cuối cùng. Con cuối cùng gửi cho mọi người vẫn là một con Daiwa Mulleton. Đây, tên của nó đây. Đó. Hàng Daiwa Mulleton này thì cái phản quang của nó anh em khỏi cần phải bàn nha, rất là xịn. Quá trời xịn luôn. Đó. Thì con Daiwa Mulleton này nó dài sẽ là 111mm nha anh em, dài 111mm. Con này dài sẽ là 111mm nha anh em, dài 111mm. Và nặng sẽ là 18g chiên gần. Đó. Và con này nó nổi và đi lửng nha. À, con này nổi và nó đi lửng, lặn mát của nó được 20cm nha anh em. À, lặn mát được 20cm thôi. Đây, cặp lửng còn bé ngót nha. Đó. Mò màu thì phản quang rất là xịn. Đó. Chiên gần. Chiên gần kìa. Đó. Hàng đây qua. Rồi, giá công khai mã số 18. Giá là 165k nha anh em. 165k mã 18. Rồi, đó tổng cộng là 18 mã mồi lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng mã nào có thể chốt lên shop, thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Riêng mã số 5 này thì shop sẽ chụp hình, anh em cần thì anh em có thể đánh dấu con nào anh em cần nhé.